Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào tất cả quý vị khán giả, chúc quý vị khán giả một ngày mới an nhiên, hạnh phúc. Hôm nay Phương Văn quay trở lại câu chuyện của anh ca sĩ Randy. Có một số thông tin mà xin chia sẻ với tất cả quý vị khán giả. Thì mấy ngày hôm qua, trong thời gian ngắn gần đây thì quý vị khán giả thấy biết là có một kênh, anh cũng đưa thông tin nói là anh ca sĩ Randy tìm được mẹ 100%. Thì qua đây Phương Văn cũng xin tiếp lời và chia sẻ thông tin từ anh ca sĩ Randy nha quý vị khán giả. Mới đây thì anh Randy về Việt Nam, vợ chồng đi du lịch, cũng như là về lại Sài Gòn. Thì gần đây anh cũng có chia sẻ, ngày hôm qua thì Phương Văn có xem được cái video của anh Randy. Thì anh cũng chia sẻ thông tin điều đó là không đúng sự thật, vì hiện tại nhiều anh em đặt cái tiêu đề là anh Randy đã tìm được mẹ 100%. Nhưng mà khi mà Phương Văn xem á, thì thực sự cái nội dung với cái tựa đề thì nó hoàn toàn nó khác nhau. Thì cũng rất cảm ơn tất cả anh em hiện tại là chia sẻ thông tin giúp cho anh Randy những cái thông tin bà mẹ đã thất lạc con mà trước đây bây giờ mới có cơ hội chia sẻ qua kênh YouTube cũng như là truyền thông, để hy vọng nếu không phải là anh Randy thì đâu đó người con lai của các mẹ cũng có thể biết được tìm về cội nguồn của mình. Và hiện tại thì anh Randy cũng thông báo với tất cả quý vị khán giả là anh Randy chưa tìm được mẹ. Và kính thưa quý vị khán giả, trước đây thì Phương Văn cũng có một chia sẻ cái thông tin là xét nghiệm ADN của một anh trai ở Mỹ với anh Randy. Và bên đó thì giữa anh trai đó với anh Randy cũng đã liên lạc thông tin và gửi mẫu đi xét nghiệm. Và cuối cùng thì gần đây trong tuần rồi thì Phương Văn nhận được cái thông tin từ gia đình của anh trai đó. Thì cái kết quả là không có trùng khớp nha quý vị khán giả. Phương Văn xin phép nói thêm cái điều này. Vì trước đây anh trai này là người Mỹ da trắng. Và mẹ cũng sinh một người chị gái người Mỹ Lai và có một người em Lai da màu. Thì khi anh trai đã sang Mỹ, sau khi mà tìm qua cái mẫu xét nghiệm á, thì anh trai đã tìm ra được một người chị gái của mình là người Mỹ da trắng nha quý vị khán giả. Và cuối cùng còn một người em trai nữa anh vẫn đi tìm. Thì trước Tết Phương Văn cũng đã liên hệ cái thông tin và cũng xin phép anh ca sĩ Randy và được sự đồng ý của ảnh. Thì giữa anh trai bên Mỹ và anh Randy ở bên Mỹ thì có lấy cái mẫu gửi đi xét nghiệm. Và cuối cùng thì cái mẫu xét nghiệm đó mới trả về cái kết quả vừa rồi là không có trùng khớp. Tại vì tìm anh em á, chứ không phải là tìm mẹ con hoặc là cha con, cho nên là tìm anh em. Thì kết quả giữa anh Randy và cái anh trai người Mỹ Lai da trắng đó là không có trùng khớp. Như vậy thì rõ ràng là anh trai người Mỹ da trắng đã tìm được một người chị gái thất lạc ở bên Mỹ rồi, bây giờ còn một người em trai da màu. Nếu như đâu đó quý vị khán giả chia sẻ những thông tin rộng rãi, nếu như ai mà có người thân liên quan cái tới mà cái người mà để đi tìm anh trai hoặc là em trai hoặc là gia đình của mình gì đó, thì họ xem được để họ biết cái thông tin mà họ tìm nhau để xét nghiệm ADN. Còn quay trở lại hiện tại ở Việt Nam thì anh Randy ảnh cũng về Việt Nam gần đây, anh chia sẻ là về hơn 10 ngày. Và Phương Văn cũng có theo dõi cái hành trình của anh, là cũng như là anh đi giao lưu khán giả và anh tới một cái nơi mà tụ điểm ca nhạc để giao lưu với khán giả đó quý vị khán giả. Thì vừa rồi Phương Văn cũng có xem một cái video ngắn của anh Xuân Dũng, ảnh cũng gặp gỡ anh Randy và chia sẻ. Thì tới ngày hôm nay và chính thức anh Randy ảnh cũng đã lên tiếng trong cái video của mình là không có tìm được mẹ. Còn những kênh nào mà để nói là thông tin tìm được mẹ 100% thì cái điều đó là anh Randy ảnh khẳng định là không có chính xác. Cho nên thông báo với tất cả quý vị khán giả, bây giờ anh Randy ảnh vẫn còn ý định để đi tìm mẹ ruột của mình. Cho nên là khán giả biết được những cái thông tin nào bổ ích, cũng như là cái thông tin nào còn liên quan tới các bà mẹ muốn đi tìm con lai, thì hãy cho họ một cái cơ hội, cũng như là cho anh Randy một cái cơ hội, và các bà mẹ đang đi tìm người con lai da màu của mình một cơ hội để họ có thông tin đi tìm nhau. Chứ nếu mà tưởng là anh Randy ảnh đi tìm được mẹ 100% rồi, thì những thông tin còn lại là họ không có để ý, thì bỏ sót. Nó thấy như vậy là nó bỏ qua cái cơ hội cho anh Randy đi. Và vừa rồi thì Phương Văn cũng có xem cái thông tin mà của anh em YouTube, có một bà mẹ ở Sóc Trăng, thì bà mẹ là người Khmer. Như vậy thì trước đây bà có chia sẻ là bà có quen một cái ông người Mỹ da màu, và sinh ra một đứa con, rồi sinh ra sau đó là cũng đi cho người khác. Con lai cho tôi mang ơn cậu, biết chừng nào hết. Như vậy tới ngày hôm nay thì bà mẹ này cũng mong mỏi là tìm lại được đứa con của mình. Mặc dù là bà cũng không biết YouTube, mà do hàng xóm láng giềng người ta coi anh Randy trên cái đài của Vĩnh Long đó, thì họ sẽ giúp bà cái thông tin. Bà cụ bây giờ cũng 70 mấy 80 tuổi rồi, ngoài gần 80 rồi, nhưng mà không phải là tự bà đi tìm, do những người hàng xóm láng giềng người ta thấy anh Randy trên đài của Vĩnh Long đó, rồi với lại nữa khán giả người ta cũng đi theo dõi cái hành trình đi tìm mẹ của anh Randy, thì đâu đó là khán giả cái chị ở gần nhà, chị mới nói là để cái thông tin này để chia sẻ tới bà, và đồng thời bà cũng chia sẻ cái thông tin lên một kênh YouTube của một anh, đó là kênh là Khám Phá Sự Thật. Phải nói là thông tin này cũng rất là hữu ích cho những người con lai, cũng như là những người mà đang quan tâm về câu chuyện của anh ca sĩ Randy. Nếu như mà bây giờ có sự đồng ý thì chắc có lẽ cũng mong các anh em đi tìm thông tin đó thì tìm cách để đi xét nghiệm mẫu. Bây giờ hiện tại thì mẫu của anh Randy có ở tại Đà Nẵng, và hiện tại thì anh Randy cũng đang ở Sài Gòn, Việt Nam. Cho nên nếu như mà để hỗ trợ giúp cho bà cụ đó ở dưới Sóc Trăng đi xét nghiệm với anh Randy, thì có hai cách. Một là trực tiếp gặp anh Randy lấy mẫu xét nghiệm ở trên Sài Gòn này. Hai là cái mẫu cũng đã có ở sẵn Đà Nẵng rồi, thì bây giờ chỉ còn cắt móng tay, lấy tóc thôi là gửi đi xét nghiệm. Nhưng mà cái giá xét nghiệm thì Phương Văn trước đây cũng có một hai người muốn xét nghiệm với anh Randy, và Phương Văn cũng có chia sẻ thông tin và qua trung tâm xét nghiệm. Thì cái số tiền xét nghiệm với mẹ con thì tầm khoảng rơi vào 6 triệu 5 tới 6 triệu nha quý vị khán giả. Xét nghiệm mà hệ gần nhất giống như là mẹ con thì rẻ hơn, mà xét nghiệm qua anh em hoặc là cô bác chú gì đó thì cái xét nghiệm đó nó phức tạp hơn, cho nên là giá tiền cao hơn. Nói chung là dao động mỗi lần xét nghiệm như vậy từ 5 đến 6 triệu đồng. Kính thưa quý vị khán giả, còn nếu có thông tin nào mà các bà mẹ muốn đi tìm lại người con lai da màu, nếu như có sự nghi ngờ đâu đó anh Randy hoặc là ngoài ai khác có nghi ngờ là con ruột, thì chúng ta hãy nên xét nghiệm và cho nhau một cơ hội, để thời gian trôi qua rồi chúng ta cứ lãng quên rồi đi tìm mãi mà không được. Chỉ có một cái điều duy nhất là xét nghiệm ADN là cái điều mà phải nói là chính xác nhất thôi. Kính thưa quý vị khán giả, hiện tại thì kênh anh em YouTube, kênh Khám Phá Sự Thật, thì anh cũng chia sẻ thông tin đó. Hy vọng là bà mẹ này là cái thông tin cuối cùng, tại vì mẹ cũng có nói là chú ơi, mong chú đi tìm lại người con của tôi cảm ơn chú nhiều lắm. Như vậy thì rõ ràng là mẹ có sinh ra một người con lai da màu trước đây mà đã cho con rồi. Như vậy thì nếu ai có cái nghi ngờ hoặc là liên quan tới người mẹ của mình, cái thông tin như vậy thì hãy tìm về bà mẹ ở Sóc Trăng để xét nghiệm ADN Biết đâu được nhiều người con lai khác cũng như anh Randy đi xa mà không biết nơi nào, không biết thông tin nào để liên lạc, để tìm lại cội nguồn của mình. Thì qua đây Phương Văn cũng xin kính chúc tất cả quý vị khán giả nhiều sức khỏe, và đồng thời những anh em nào mà hiện tại con lai sống bên Mỹ hoặc là các nước khác, nếu như có cái thông tin muốn tìm về cội nguồn của mình và biết được là mẹ của mình là người Việt Nam sinh ra mình, thì hãy liên hệ các anh em xem qua những kênh YouTube và liên hệ lấy thông tin và đồng thời xét nghiệm ADN, để mong cho tất cả những anh em người da màu lai sớm tìm lại cội nguồn của mình, cũng như tìm lại người thân của mình ở Việt Nam. Thôi thì Phương Văn xin chia sẻ thông tin như thế này. Có những cái thông tin gì mới về anh ca sĩ Randy, cũng như thông tin về những người mà mong muốn anh em hoặc là mẹ mong đi xét nghiệm với anh Randy, thì quý vị khán giả hãy nhắn tin cũng như là chia sẻ qua thông tin kênh Phương Văn, và Phương Văn cũng tiếp tục hỗ trợ hành trình đi tìm mẹ cho anh ca sĩ Randy. Xin kính chúc quý vị khán giả một ngày mới bình an vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.